Dạ xin chào tất cả quý bà con cô bác đã quay trở lại với kênh của Nguyễn Thị Ngân Official. Dạ hiện tại em đang có mặt. Ủa lẽ vậy dạ, đang bảo ra đón mà xuất hiện liền rồi. Không, em phải nhanh lắm chị, nhanh lắm hả? Dạ hồi hộp quá. Dạ xin chào bà con cô chú anh chị. Dạ Ngọc Tú đang có mặt tại đây, quen cho cái mic để nói vậy, nói cho nghe cho rõ. Dạ xin giới thiệu bà con cô bác, Ngọc Tú Bolero. Dạ một thành viên của team Đình Quân. Dạ. Ồ, đúng không? Chị Ngân giới thiệu vậy là em sẽ bị xuyến cái hả? Đó giờ là team Phương Dừa tự nhiên team không Đình Quân. Team Đình Quân là đúng là tất cả là đồng nghiệp cũ ngày xưa vậy đúng không? Dạ. Hôm nay là ngày đầu tiên từ khi mà hội quán hình thành em mới bước qua đây để chứng kiến tận mắt nhìn mấy anh chị làm việc và cũng như là sân khấu rất là xinh đẹp luôn quý cô chú anh chị. Nhưng mà quý cô chú anh chị sẽ thắc mắc là tại sao trong suốt 2 năm đó em không qua. Con không cũng có nhiều quý bà con cô bác thời gian qua, thời gian vừa rồi á cũng lâu không thấy Ngọc Tú xuất hiện trên kênh mọi người, rồi kênh anh Khương, rồi cũng hỏi là Ngọc Tú sao không có thấy qua hội quán, rồi cũng không thấy Ngọc Tú đi hát ở bên đây. Thì hôm nay Ngọc Tú đã xuất hiện ở đây rồi nha bà con cô bác. Dạ. Em cũng có gặp anh Khương rồi, cũng có gặp anh Khương rồi đúng không? Cũng có chào hỏi rồi, hai anh em cũng trao đổi với nhau rồi. Thì anh nói là có gì thì cứ nói thật với bà con cô chú anh chị. Kêu á, nếu mà mình ăn nói không khéo thì nhờ chị Ngân chỉ nói giùm. Rồi sao? Nhưng mà trong 2 năm em đi thì em cũng học hỏi chút đỉnh rồi. Mình nói chuyện cũng đã từ tốn luôn là rõ rành mạch hơn. Và mình đợt trước có phụ chị Ngân livestream thì quý cô chú anh chị còn nói Ngọc Tú điệu. Thì nó thì cái này em cũng sẽ gán gật gồng thử coi mình bớt hôn chứ nó cũng đi vô máu rồi. Không cái này nó thực ra nó là một phần tính cách thôi bà con cô bác, không có gì hết trơn. Nó đối với tụi em thì những điều đó cũng rất là bình thường, nhưng có thể nhiều bà con cô bác mọi người chưa quen hoặc là mọi người mới lần đầu thấy Ngọc Tú rồi thấy hơi điệu quá, nhưng mà như tụi em con gái thì không có sao, chuyện đó không có vấn đề gì. Nhưng mà những cô chú anh chị mà theo dõi mình từ xưa lâu rồi thì là đã biết em. Đúng rồi, thì biết tính cách rồi thì mọi người hơn coi như là một phần tính cách của mỗi người không có sao. Nhưng mà hôm nay Ngọc Tú đã đến ghé thăm hội quán của Sam vừa là rất là vui rồi, đã gặp anh Khương rồi đúng không, gặp mấy chị em rồi. Dạ lần trước qua thì chưa có quay clip, nhưng mà hôm nay là qua là phải quay clip để giới thiệu cho quý bà con cô bác. Ngày trước qua livestream bán hàng là Ngọc Tú áp lực doanh thu KPI quá quý cô chú anh chị. Bây giờ qua là thấy không khí mọi người rất là ấm áp rồi, bây giờ qua gặp các chị em nè chia sẻ chút quá là ấm áp, nên Ngọc Tú rất là tại sao mình không về sớm hơn. Nhưng mà cái gì cũng có lý do. Là khi mà Ngọc Tú cảm thấy mình tự tin, thấy mình sẵn sàng, mình hát đâu đó đàng hoàng rồi, mình về á mình sẽ không phiền anh chị, tại vì anh chị còn phải lo cho mình nữa thì rất là phiền. Mình khi mà mình sẵn sàng rồi mình về là mình sẽ giúp sức, chứ không phải là mình về mình báo thêm. Mình về mình phải giúp sức anh chị, có nghĩa là thời gian vừa qua là Ngọc Tú là trau dồi thêm đó để có ngày một gọi là chín mùi và tự tin nhất trên sân khấu thì mới dám đến để gặp gỡ mọi người đúng không? Về cách bữa nay là đêm nhạc, hiện nay thì Ngọc Tú chưa có hát, nhưng mà chị nghĩ chắc là sắp tới là Ngọc Tú cũng sẽ có xuất hiện tại đêm nhạc thứ 7 của Ngôi Sao Miệt Vườn đó bà con cô bác. Chị Ngân nói là có. Chị Ngân nói hơn dữ lắm. Nhưng mà em rất muốn hát là ở dưới của chị Ngân ở dưới đúng không? Mỗi lần em hát thứ 7 là chị ngồi ở dưới. Đúng rồi, chị Lai đó, ngồi dưới chị Lai đó. Bữa nay qua sao thấy hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn sao? Rất là dễ thương, cũng giống như mấy cái clip em hay theo dõi nè. Nhưng mà nay nhìn ngoài đời nó sẽ khác hơn, ở ngoài nhìn rộng hơn cô chú anh chị. Dạ, ở ngoài nhìn rộng, nhìn hoành tráng trên hơn. Trên clip thì nhiều khi bà con cô bác thì không có thấy rõ. Chị nhìn nó nhỏ. Đúng rồi. Nhưng mà ở ngoài thì mọi người sẽ cảm nhận cái không khí nó rõ ràng hơn. Với lại là đến tận nơi mình sẽ thấy nó khác đúng không? Mặc dù là thân thuộc nhưng mà tới nơi mình sẽ có nhiều cái. Rồi đây giới thiệu quen, giới thiệu Ngọc Tú. Thôi thăm mấy anh chị trước đi chị. Thăm mấy anh chị đó. Mấy anh chị cũng đang quay clip luôn hay sao? Đúng rồi, các anh chị cũng đang quay clip. Xin chào ạ. Ủa, trời ơi, cô Ngọc Tú hay sao? Sao đây người ta đẹp quá vậy? Cô chú anh chị ơi, chị Kiều cũng xuất thân từ diễn viên. Quay một vòng xem nào. Trời ơi. Quá rồi. Ngọc Tú giờ quay lại đây đẹp hơn mấy chị em mình luôn. Trời ơi, em đi hát mà mấy chị làm em ấm áp quá à. Cô chú anh chị ơi. Ủa, mấy đi hát hả? Mấy có cần bị Ngọc Tú mà lên luôn. Chị Trang. Cô chú anh chị ơi, Ngọc Tú với chị Trang là coi như là suốt hành trình kỷ niệm đi với anh Hương đó là đi với nhau nhiều nhất đúng không? Đi với chị Ngân là ít, tại chị Ngân là hay ở nhà biên tập, còn mà chị Trang là hai chị em đi. Đấy, chị Trang là phải đứng sát vô chị Trang rồi, đổi lại từ xưa rồi chứ.
mình sẽ không khóc. Chị có gì đâu khóc, gặp lại nhau vui mà. Tại vì mình không có đi về sớm hơn để cô chú anh chị. Có nhiều khi cô chú anh chị có những cái thắc mắc đó, là không biết là chị em mình có gì không. Như em với chị Trang cũng có lộn luôn. Ngày xưa cũng không lắm hả? Chứ không có lộn thì có cãi lộn thôi. Nhưng mà mọi thứ đều qua hết. Rất là cảm ơn chị Trang đã giúp cho Ngọc Tú trưởng thành hơn. Dạ. Sau khi mà trong 2 năm mình em, nhưng mà chị quay sát như vậy là có ổn không ạ? Bây giờ là để bà con quan sát là bà con à, thấy Ngọc Tú so với ngày xưa như thế nào nè, cả nhà đó. Trời ơi, xuất sắc, xinh đẹp hơn hồi xưa nhiều luôn á. Xinh đẹp. Hồi xưa là bà con đã khen là Ngọc Tú là xuất sắc hơn, đẹp hơn, chặt chém hơn. Ngọc Tú không thích có dung gần đâu, mọi người đẩy xa đâu chị. Là Ngọc Tú bị sực keo đúng không? Em vẫn nói tiếp không sao, bây giờ mình tự tin, mình sống thật. Có cái gì thì mình cho khán giả thấy thôi. Dạ không sao. 2 năm qua là mình vừa cố gắng rèn luyện mà vừa tĩnh lặng lại. Với lại em có một số công việc của gia đình nó buồn lắm, nhưng mà nó cũng là thời gian đầu thôi, em vượt qua được. Trưởng thành hơn, mình suy nghĩ, mình nhớ lại những cái lúc mà mình cãi nhau với chị Trang á, là mình thấy dạ. Là buồn, rất là buồn giận á, có nghĩa là cái đó rất là trẻ con mà nó giúp cho Ngọc Tú trưởng thành. Tức là bây giờ nè, thời điểm bây giờ mình suy nghĩ lại á, thì mình cảm thấy là cái điều đó nó, mình rất là trẻ con. Và với chị Ngân cũng vậy. Không, chị Ngân là nói giờ không có cửa lộn. Không có. Không, hồi đó không có cửa lộn với Tú. Nó chứ không có cửa lộn nha cô chú anh chị. Là chỉ là hồi đó Ngọc Tú hay đi trễ lắm, cho nên chị Trang hay la. Chị Trang la đúng, đúng không cô chú anh chị? Dạ. Thôi bây giờ chuyện qua rồi. Tú ơi, em quay lại rồi, bà con rất là vui mà chị Trang hay là mọi người ai cũng vui hết. Dạ. Mong là Ngọc Tú hát nha. Đợt này nha, phải hát, tại vì Ngọc Tú hát rất là không biết chị em mình đốc đốc nói sư phụ á là trời Tú hát là giờ bà con ủng hộ lắm á. Cảm ơn chị rất là nhiều. Giờ cho Tú hát đêm thứ bảy đi, bữa nào mà nhân nhân khách lớn. Ủa chị em mới bình thường. Thôi. Không, bình thường là mình đánh nhanh 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 không sao, miễn tới sân khấu là ca sĩ lên hát thôi, mình không có cần biết là lô tô hay là không lô tô. Có hôm nay là mấy chị em là hơi bị dễ dãi á, tại vì bình thường á là chị Mai là thôi tính không phải chị Mai là một gọi là kiểm duyệt đầu vào lắm. Thì ra là như vậy, không kiểm duyệt đầu vào là Thanh Kiều. Thanh Kiều kiểm là đầu vào hàng chi, thấy lâu quá không ai kêu em tuyển đầu vào để hát cho bảy nè. Vậy chị Mai bây giờ giàu hả? Chị Mai tuyển là bây giờ chị Mai tuyển coi có đêm nào đề xuất nè. Bây giờ coi như sư phụ vừa của mấy anh chị đang đứng trước ống kính nè, rồi bắt đầu đề xuất đi. Nói chung là mấy chị tất nhiên là muốn em được tỏa sáng rồi. Mấy chị thì còn gì để nói nữa, mấy chị thì còn gì để nói nữa. Bây giờ luôn là muốn em hát ở hội quán Hoa Sen Việt Vườn, cũng như là các khán giả, mọi người khán giả đang cùng đều muốn. Dạ đúng rồi. Comment ngoài má. Bây giờ trong cái clip và những cái clip này của mấy chị em mình ha, khán giả bình luận nhiều nhiều vô để sư phụ thấy cho nó nổi lên. Ngọc Tú, Ngọc Tú rồi. Biết sao không? Sư phụ á là rất là hay được comment của cả các clip của chị em luôn. Dạ. Cho nên là khán giả mà bình luận nhiều nha, khán giả bình luận nhiều thì sư phụ sẽ tự nhiên là biết là tự nhiên ấy luôn. Đúng không? Vậy thôi, vậy em tiết lộ cho mấy anh chị luôn nha. Là hồi nãy anh Phương á có nói với em đó là anh thì được rồi đó. Nhưng mà mấy chị thì em xuống nói mấy chị tiếng đó, mấy chị có ok không? Không, đi với sư phụ. Không, tại vì á tất nhiên là sư phụ Phương Dừa và tất cả các chị đây là đều muốn em tỏa sáng hết. Là chị em mình là với sư phụ là anh em một nhà. Nhà sư phụ là chỉ đang sợ là không biết khán giả là Ngọc Tú hát trong một cái đêm thứ bảy có quá nhiều nghệ sĩ vậy là nó có công sức hay không thôi. Sư phụ cũng sợ như vậy. Dạ. Cho nên là hy vọng trong những cái clip này nè bà con bình luận thêm để sư phụ tự tin hơn. Dạ đúng rồi. Bây giờ em sẵn sàng rồi. Dạ. Sẵn sàng. 2 năm là bây giờ 2 năm đi tu luyện rồi. 2 năm tu đúng rồi. Nhưng mà 2 năm qua em làm gì?
trên Bảo Lộc em đi đi về về để em lấy cái đó em quay MV, với lại em lấy cái đó em đóng tiền học hát. Rồi bây giờ chia sẻ thiệt luôn là như vậy. Nói chung là cũng cố gắng rèn luyện nghề thêm nghề. Mà khi em đầy đủ tự tin thì em mới dám về gặp gặp anh Hương và mấy anh Thú. Là có được hát ở phòng trà thì em quên rồi, phòng trà không tên không hả? Tên, không tên, không tên. Nó thích lắm, nó thích em nhắc cái từ đó lắm. Phòng trà đó là một trong những phòng trà lớn của đúng rồi. Nhưng mà em chỉ hát lót thôi. Lót thôi. Không sao thì có ai mà trà phải bắt đầu từ lót, hát lót rồi hát lên. Nghệ sĩ lớn đều bắt đầu từ ý là những nghệ sĩ lớn là đều ai cũng từng trải qua là đúng những rồi, trong hát nhỏ ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó nữa. Đúng rồi. Còn đây giới thiệu đi, đây là Lệ nè, là thành viên mới quên thành viên à, thành viên trong team của chú Khương Dừa. Có hai thành viên mới là bé Lệ với lại là bé Nhi là cháu chắc là cũng cũng rồi. Có coi clip nhưng mà chưa gặp dạ, nhau ngoài đời. Dạ đúng rồi, gặp ngoài rồi. Xinh quá. Xinh lắm, xinh với trẻ, xinh với thế hệ mới, trẻ thế hệ mới. Giỏi nữa. Giỏi dạ. Chị nếu mà em lớn nhanh kịp là chị không có cửa vô lạc. Lúc mà thời mình làm là em còn nhỏ đúng không? Không, mỗi người một vẻ chứ. Không, thời mình làm là em nó mới tốt nghiệp. Em dạ, mới tốt dạ, nghiệp dạ. Xong là em đã vô. Bây giờ là các em nó là lên bằng các chị như ngày xưa rồi. Còn bây giờ các chị là đang bị lùi lại. Đang bị các chị đang bị lão hóa đi. Nên các chị giờ cần phải chống lão hóa. Gừng càng già càng cay mà lùi gì. Hôm nay tới đây là cũng phải chuẩn bị bài hát nữa để quay trở lại chứ. Đúng không? Chứ 2 năm rồi là nhan sắc là đã thăng hạng. Chắc chắn giọng hát thăng hạng rồi. Tất nhiên. Hôm bữa có nghe vài câu rồi thấy khác hẳn. Đúng rồi. Nó không có bất tên như xưa nữa. Nói một câu công đạo đi nào. Đây, người hay soi tôi nói một câu công đạo đi. Hết lặt không rồi. Nói chứ hát nghe giọng hát ngọt. Thì có điều là phải tập luyện kỹ thuật nhiều. Nhưng mà có tập luyện 2 năm rồi, có tập luyện nên là có lên tay nghề. Gà em gì? Thường xuyên nghe. Đầu tư MV. Bữa nào được cái bà mấy chị em kết hợp. Em thấy mọi người mã mà bao dài quá trời từ lưng. Đúng rồi, người ta cái mình phải bù lại cho cái phần hát màu lại em. Mình bù lại cho cái phần hát đi mà không, mình không mạnh về giọng hát thôi. Thì mình phải mạnh thì phải mạnh về hình ảnh. Hát hay thật sự. Sư phụ của em cũng có bài. Quên gặp ba Giang đồ chào ba Giang chưa? Không thấy bà Giang ở đâu. Đi gặp ba Giang chào ba Giang tiếng. Chào chị ba Giang. Bữa nay là có thêm danh hàng mới nè. Bà Giang đâu rồi ta? Kệ bà giàu không phải đâu đó. À bà giàu đỏ kìa đúng không chị? Đây bà con cô bác đi dẫn Ngọc Tú một vòng. Dạ. Cái nhạc này có sao không? Nó cũng hơi sao sao đó. Mọi người đang ăn. Không sao, nhào vô luôn. Nhào vô luôn. Đây. Rồi chào mọi người. Anh lão đất thọ. Nãy giờ em thấy anh bận quá nên em Ngọc Tú tìm ba Giang chào. Dạ. Bữa nay Ngọc Tú mới quay trở lại hội quán. Ủa? Chị thì quen quá vậy? Quen chứ. Phải chị Ngọc Tú video không? Dạ đúng ạ. Dạ cô chú anh chị ơi, anh Giang là một người anh thân thiết. Ở đây gọi ba Giang không mà không ai. Nhưng mà em gọi bằng anh. Dạ. Hồi đó giờ gọi bằng anh quen cho nó trẻ. Nhưng mà trong lòng em lúc nào là anh Giang cũng là ba, giống như ba. Đây bên đây là các bạn thí sinh của ngôi sao Mịt Vườn 3 nè, con có bác. Còn bên đây nhớ ai không? À này hồi nãy vô có chào rồi đó. Kìa người ta chào kìa mày ăn quá đi. Dạ. Anh Thạch với Ngọc Tú đâu có xa lạ gì. Là trên những chuyến công tác là điều kề da sát cánh với nhau. Có điều 2 năm nay là anh Thạch không có nói. Không hỏi lâu, không hỏi thăm nhau, hỏi thăm nhau. Nhưng mà vẫn giữ contact, vẫn theo dõi Facebook của anh Thạch. Đăng cái gì là mình đều biết hết. Nhưng mà anh Thạch có theo dõi Facebook em không? Em đăng cái gì anh thấy không? Nhà mốt phải like mới biết. Phải like mới biết hả? Đúng rồi. Dạ ơi, mọi người ăn đi nha. Em sẽ qua đây nhiều mà. Sắp tới Ngọc Tú hát đi. Ăn đi, ăn. Anh vô không? Mà anh mọi người ăn đi trước em ăn sau. Em ăn hả? Ủa anh Tuấn, Ngọc Tú biết Tuấn mà đúng không? Ủa có quen Tuấn không? Ủa không mà sao lúc em thấy bắt tay mà. Là mới quen hồi nãy đó. Ủa mới quen nãy luôn hả? Trời, chuẩn quen luôn này. Người ta là hát
Ngày xưa có theo dõi clip của chú Hương. Em có biết chị Tú thôi, nhưng em thấy em biết trên clip thôi nha chị. Trời quá xinh luôn cô chứ anh chị ơi. Dạ. Em chưa gặp chị Tú ngoài, nhưng mà biết là chị Tú rất hay. Sướng quá. Nghe là thấy sướng. Bay ở trên trời. Chị cũng gặp trực tiếp em luôn nè nha. Quay qua clip thì chị có thấy. Dạ. Thế chị thấy là thứ hai. Thế hai thứ hai của team Khương Dừa. Xin và kêu bằng cậu hả? Dạ chú. Chú hả? Chú hay gả. Chú ơi hay gả bán à, được chứng tỏ là Tú vẫn thiên theo cậu hả? Dạ. Chơi liền, chắc đẹp liền. Chơi luôn. Tuần sau đi 3, 4, 5 nha.
3-4 năm lần hả? 3-4 năm mới được. Là có xe chở không? Là đi với chị không? Không ơi, đi quốc lộ hết em ơi. Đi bánh bẻ mà đi xe rồi bánh ra không? Từ đây mình đi xuống Bến Tre bán nữa hả? Ừ, đi xuống Bến Tre bán chứ. Dạ. Mặt lên. Dạ. Có mẹ sao hết rồi. Có mẹ bây giờ nó liên đó tới hát em chịu. Tức là đi là em hát quảng cáo đi tới đâu em hát tới đó. Đúng rồi. Có hát em chơi. Em hát không nổi luôn chứ. Không, có hát làm chơi tới cùng hát tới lồi cái cổ cũng được nữa. Ok, em hát thì sao ấy, chịu nổi luôn. Chết sống mà chị. Ê, chị Mai coi như là đưa sát vô cái ống kính rồi. Chờ đã bảo em không có. Tú không có tự tin. Chị để chế độ mà 0.5 rồi. À dạ. Chị em rất là tinh tế hết. Chị là em tin đi rồi chị tao em tin. Dạ chị tin sát. Dạ. Dạ. Trời ơi chị ơi, em nhìn chị hoài là chị hiểu rồi đó. Mê thơ hả? Mê rồi đó. Gái miền Tây em mà chị. Tú là ngày xưa làm chung công ty tụi em luôn. Trợ lý của anh Phương rồi mà. Trợ lý đời đầu á chị. À đời đầu. Đấy, chinh chiến và sau đó là em mới là em để hướng thôi. Tú thì chị đẹp hướng về ca hát. Gió để sống. Đẹp gió để sống. Làm bé diễn viên được nha, dẫn MC cũng được, nói chung cũng đa năng đa dạng. Thì mấy ví dụ như cái gì em cũng có rồi, ví dụ như diễn viên các em cũng có một bộ phim em đóng vậy đó thì nó vậy thôi. Rồi ví dụ MC á thì nó vậy thôi. MC thì cũng có mười mấy số vậy đó, cho HTV gọi vậy thôi. Còn hát thì em ghi nhiều nhưng mà trình thi á không dám chưa chị ơi. Em có theo dõi chị. Sao tới Tú Hi luôn sao được một bé ha. Động à. Con mong chờ đó. Đang nói solo của Bolivia. Hay đó, thấy luôn. Em thấy diễn chương trình. À em ý là hôm bữa em có tin thì không chứ mà em thì em làm nghề rồi anh thì dạ đúng rồi em làm nghề rồi nên thành ra em là con có bắt biết làm dán giọng nhưng mà lên đó mình bám khảo trước mặt mấy cô mấy chú với mình bên kinh nghiệm nhiều quá rồi. Nhưng mình vườn ngôi sao nó rộng lắm. Nhiều bà con có bắt một hơn một xíu. Dạ em cũng đi diễn rồi nhưng mà ý là mình phải đi cái đó hay chị thơ để chiến thắng bản thân mình. Nhưng mà em chưa chiến thắng được. Tức là theo Thương thấy mà mình đi thi là do mình thích nữa nha. Đúng rồi, thích cuộc thi nào mình phải thích đó. Với lại bản thân là mình phải phù hợp với lại cái này. Mình chân thật mà mình nói là vậy, nó khó quá em chuyên môn là sẵn sàng nhưng mà điều từ bên trong bé được dạ. Từ từ đi tôi luyện thêm. Đôi khi mà mình hoạt động chuyên nghiệp lâu rồi mình có bị dạy rồi nên mình đi thi là như chưa làm thử từng đầu á mình không có vượt qua được cái đó chứ không phải là dán không dán. Nói về ca sĩ là cũng mới nha, là một năm mấy hai năm em mới thôi, em là mới nhú. Còn giờ biên tập này nọ là chứng kiến là của mấy chị là lâu là mấy năm rồi. Đã rẻ sống mà. Nhưng mà chị thấy nhiều bạn mình từ truyền thông từ biên tập đồ qua để hoạt động nghệ thuật đó là mấy bạn nổi hơn nổi nhỏ nhiều bề dày kinh nghiệm lắm hả? Đúng rồi. Thôi. Anh Thạch. Chào mà. Ồ. Anh Thạch. Quay à? À đây. Cô chú anh chị cảm giác này Ngọc Tú rất là sung sướng. Rất là lâu rồi chưa bao giờ sống lại giây phút mà được anh Thạch quay như vậy. Đó, gai nữa. Không, em nói thật là 2 năm mấy rồi chưa có cảm giác là anh Thạch cầm như vậy rồi mà sao mấy ống kính mình quay. Đúng không anh? Đó là 2 năm rồi. Vinh hạnh quá. Cho nên là chút xíu mình nói dài clip này. Đôi khi mình quay phim, mấy cái người quay phim mới thái độ của người quay phim nó cũng làm cho mình cái mood nó chính xác chị ơi vậy. Hồi nãy là thấy Tư bình thường không nha, Tư cầm cái máy vô thấy đẹp trai người người gì cậu không? Cái giống như hào quang vậy đó. Ủa chị hơi có camera ẩn ở đây không? Cái thái độ hả chị? Thái độ hả? Không, thái bóp ra là cho mình yên tâm, mình vui vẻ hơn để mình quay đúng không? Mình có niềm tin đó. Thầy thấy Tú vui nè. Quá vui. Thầy vui quá. Thầy vui quá, vui quá, vui luôn. Giờ không ăn cũng no rồi. Bây giờ sẽ là một đêm vui hơn là Tú ly diễn. Lên trên sân khấu diễn thì nó là vui nữa. Hát đúng không? Đúng rồi, lên nó là nói chung là xuất hiện ở đây rồi thì khả năng cao là nhưng mà mấy chị xuất hiện trên sân khấu thôi. Có tay màu rồi đồ này nọ. Hết sơ rồi không? Không, tôi chỉ đâu có bổ mồi. Tụi chị mỗi người một máy rồi tay đâu mà bổ. Có bổ là bổ thiệt, bà con có bác ủng hộ là bổ thiệt thôi chứ không có bổ mồi. Nhưng mà hát là bằng áo dài này nọ được lên hát là chị khán giả la không? Anh Thạch rất là dễ thương. Ủa chứ Tú bà áo dài đẹp lắm. Yên tâm đi là về khoản trang phục là Tú đầu tư là tới bến. Lỗ vốn cũng tới tắm. Nghe là biết cái mẫu nghệ sĩ. Đây Hải Châu nè vô đây. Giới thiệu
kinh mới. Thôi em có xe cũ chẳng em có xe mới. Mà anh này trên clip có thấy sợ chắc em bé tủ không em chơi bé tủ á vậy bé tủ tủ không em biết nghe chị là cũng mua lilo không dạ biết thật không wow. Wow. Đâu ngày nóng nghe nhạc mà yeah. Ai trời trời đúng không? Nhạc thôi. Đúng nhạc thôi. Chị nghe nhạc thôi. 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 Lần đầu gặp ngoài đời thấy chị Tú sao? Thì thấy chị Tú sao? Trời, bình thường mình nghe nhạc hoài, bữa nay mình được gặp ngoài đời. Ngồi xuống. Ngồi gần lúc này rồi. Ngồi xuống. Thôi được rồi, em đứng rồi. Trời ơi, được gặp người lúc đó rồi kìa. Gặp ủa sao tự dưng mày bị lẻn như vậy? Khớp hả? Không, chào mấy ok. Chào mấy ok đó. Chào mấy ok đó. Châu hát cải lương thế mạnh. Hồ quản nghe. Thế mạnh. Hồ quản nghe. Mấy cô chú là trong nghề rất thích cái cách thái của Châu. Châu luôn là bán ngó luôn á. Đây lên biểu diễn trò diễn ngôi sao bị vừa mà chị Ngọc Quyền đó. Rất là thích. Dạ ngồi đi ạ, ngồi đi ạ. Châu diễn trong ở đây cũng Hải Châu một thành viên mới của team. Để trong live show còn ai nữa không vậy? Còn ai mình quên chị giới thiệu không nhỉ? Tú Cầu. Thành Tú Cầu. Tú Cầu thì biết rồi. Biết rồi hả? Quy Nhi, Quy Nhi, Quy Nhi. Quy Nhi biết rồi. Nhưng mà ai gặp Tú Cầu có tới không? Có kìa, ngồi lên đó kìa. Thấy không? Có không? Đó, bữa nay là được gặp hết ekip rồi đó. Không có qua chị Mai nổi. Chị Mai nổi từng bài gì, bài gì. Mai ơi, dạ biết cảm giác nhà đâu sướng lắm, Châu nó kéo nguyện lắm cho nên hỏi tới. Em hỏi anh Thạch rồi, anh Thạch là 2 năm qua anh Thạch có nhớ em không? Là em có nhớ. Vậy thôi, đúng không? Mình phải nhớ, mình có kỷ niệm với nhau, mình phải chị nhớ. Chị Diễm không? Chị Diễm, cho em thêm một con nữa đi. Ok em, một nhưng con, mà nãy giờ bánh bao. Ngon quá chị. Con có bánh bao rồi, đúng không chị? Ngon quá chị, ngon quá. Anh cho anh quay phim của em một miếng đi. Thôi để mời lại vô đây ăn luôn. Đây là thật đáng. Vô đây tôi. Quá vậy. Vô đây ăn. Ngồi xuống, ngồi xuống. Mất nóng rồi, mất nóng rồi, ngồi xuống. Ngồi đi, ngồi đi. Hay chói quá. Tưởng này là đấy, ta tới mời ngồi đi chị. Chị ơi, chị ơi, em sợ. Sợ. Ngồi xin qua đây. Nay thấy đầm lùng lùng hơn là đang nhìn tóc hả? Bữa nay nhìn rất là mê nhớ mà em với lại rất là mạnh mẽ. Dạ. Bữa đó là gặp là đang make up. Ờ đúng rồi bữa qua nhà là chuyên là đã make up. Bữa qua nhà là gặp lần đầu á hả? Đúng rồi. Chưa gặp bao giờ. Mình biết không? Bây giờ ơi, em tính đó là anh nè. Bạn bè. Là lúc đó là Tú đã biết em biết biết em chưa? Lúc nãy nhìn ngày tao đó là Tú biết em chưa? Bà đúng đó là Tú biết em chưa? Biết rồi, có biết qua liếc hồi chưa chưa có gặp ngoài đời bao giờ qua liếc mấy cái liếc chưa bánh tre luôn bánh tre bánh tre bánh tre bánh tre ok, đi. Quá tuyệt vời. Hôm nay mình ăn như kiểu hội tụ lại vậy đó. Có bác. Hôm nay đông vui mà đầy đủ báo quan dân nhỏ. Mấy xôi là con. Lại nãy giờ. Chưa, khách đi đường khác đường mới tới. Đó, thôi bà con có bác ơi, để cho mấy chị em ăn cho vui chuẩn bị gọi thêm con nữa. Mẹ thiếu người nữa không? Thiếu ai? Trần Thanh Chương. À, Trần Thanh Chương. Trần Thanh Chương. Trần Thanh Chương bụng quỷ đúng không?